sama-sama bro. Matalo. Bro, ada cheater bro, bro. Bukan. Bukan. Như một cái chợ ấy. Từ từ channel này. Bukan. Bukan, let's go bukan. Oh my god. Anh em phải được nghe giọng nước ngoài rủ nhau vào podcast ấy. Map Levic còn trong beta chưa tạo custom được đâu ạ. Sao hôm nay mình thấy bên kia bên Paynoa hôm nay lại mời mình hôm nay tham gia custom Map Levic. S12K là chùm. Trời ơi, mình bảo mà khu này S12K là chùm rồi anh em. Lag quá anh ơi em. Ủa bị lag hả? Ủa thằng kia sao nó cứ tát vào chỗ mình hề. Bốc à? Hack à? Trời ơi, mình bảo rồi, mình cứ thích cầm S12K chơi trong cái khu vodka ở nhà chị Y đấy nhá. Hề với anh em. Cầm một tên nữa, còn một nhà chữ Y rồi. Bạn nói sao nhỉ? Cái team bên kia mình nốc 3 hàng đấy anh em, mình tưởng bạn nói luôn cơ. Thế là team khác rồi. Ôi. Mấy thằng nhà người bot đây. Có ông nào lại công ở đây đây. Việt Nam đá lai à? Còn léo vào với chúng tôi nữa. Leo vào thì lần sau nhớ ship quả bom nha, đang cần bom. Trời ơi, chỗ này mấy xác này sao nhiều vậy? Không có bom đâu. Ui rồi, mà bọn nó chờ vào cái tay cầm với lại cái đuôi là nó giật đấy. Bắn căng quá mẹ anh ơi. Ồ, oh, hai team. Chơi solo 1-1 với tên này luôn này. Trời, mày súng tôi à? Em chơi IQ nghe bạn, bạn thấy không? Mở cửa đó đằng này nhưng mà lại đi ngược về cửa đằng kia. Đấy, nó bất ngờ. Bất ngờ vãi cả trường luôn. Từ từ các bạn đợi mình chút nha. Thôi tự nhiên lại bé nó bị mất mốt nhờ. Chắc game bị lag ấy. Alo, thử chat lại xem nào bé ấy. Hello Minh Đức và hello mọi người nha. Ủa phải lấy gắn lại bắn hướng nào nhờ, mình quên để ý rồi. Đi này hơi toang nhỉ, công và ba kho lên đồ. À, trên này. Mình nghe thấy tiếng AOG rồi. Trời ơi, map sương mù này. Mình ghét cái map này cực kỳ luôn á. Không nhìn thấy cái quần què gì. AGX này, sấy căng vết đấy. Bọn này bắn tốt đấy anh em. Chơi được bọn này hơi khó đấy. Bên FPP này mấy ông Indo, mấy ông Thái Lan, Thái Lọ bắn gắt thật sự. Lại mà lầy nữa. Góc này công hơi xấu nhỉ. Ôi thôi. À, bạn đang khu nhà, đứng đây mình bắt. Đứng đây mình bắt nha. Đâu rồi nhờ, bé chat chưa? Hiện không? Hello mọi người nha. Map chả thấy con què gì. Chắc là sợ bọn này nó bơi qua kia. À đâu, bơi bên mình mà. Đây rồi. Tình mắt thật sự. Bây giờ nha, bị lộ góc rồi, lùi về. Góc mình bị lộ rồi. Mình nghĩ là thằng bạn nó khả năng sẽ vòng đồi để bắt mình, anh em hiểu không? Vòng lên trên đồi này này. Nên là mình phải vòng lên trước. Nó biết được mình chỗ là hướng chỗ mép sông rồi. Đổi góc ngay, đứng một chỗ bắn là chỉ có chết. Các bạn thấy không? Đi gốc trong bộ bọn này luôn. Bây giờ lại lùi về. Đấy. Còn thằng nữa kia, thằng kia là thằng khác cơ. Vẫn đang còn thằng B cái gì đấy, thằng Ấn Độ ấy, Indo chứ, cờ Indo. Bọn này chắc là cùng team đây, nhưng mà thằng kia cơ. BTR gì đấy. Mình biết ngay kiểu gì cũng có một thằng sẽ vòng đồi. Bọn này phải chơi với ai quý bọn này thì mới ăn được. Bây giờ mà mình vào đây mình bị bắn là xác định là mình đen. Vừa mới nói xong. Thằng này là phải thằng lúc nãy không ta? M4 này. Mà đi này hơi sợ toang nhỉ, sợ cái team nó đi viền biển này. Sợ cái team Indo sẽ có một thằng đi viền biển. À viền sông chứ. Bây giờ tầm bó cuối này thì mình nên chiếm cái chỗ nào cao nhất. Chiếm chỗ cao thì nó chắc ăn hơn. Mẹ còn sương mù này ghét thật sự luôn đấy, không nhìn được ra cái quần què gì. Bọn này tinh mắt nhở, mình chạy xa như vậy mà nó vẫn thấy, nó sấy mình được. Ấy à, bắn một viên gọi à. Giả bắt à. Mình đâu có ngu. Phải tên này tên Indo lúc nãy em ta, có tiếng M4 này. Đây. Mình sẽ đứng đây mình đóng cọc một lúc. Còn mẹ nó đã vãi nồi thật há cà. Mẹ mày thằng cờ hó này. Ôi 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 ôi, nó mở hack speed à? Ai nồi thật. Quần què gì đây? Xem nốt nha mọi người, xem cái thằng quần què nó mấy kill rồi, 8 kill rồi. Ai nồi thật. Bắn thế thì ai độ các bạn. Thằng này level bao nhiêu vậy? Tí nữa mình thử search ID à, search nó xem như thế nào. Ban đầu cái tên đầu nó thấy nó còn trêu mình cơ anh em, mà nó trêu mình bảo sao. Mình thì lúc đấy mình đang còn băn khoăn, mình bảo ôi sao map sương mù này sao nó lại nhìn thấy được mình. Anh em thấy mình vừa mới kiểu đang băn khoăn đúng không? Mình còn chưa thấy nó đã thấy mình rồi. Vừa mới lên ngó nhìn đều một cái thôi mà nó bắn mình rụng đầu, nhanh thật sự. Không hiểu kiểu gì. Năm 25002535, ui ID đẹp thế mà lại hack. Nghe củ chuối thật. Lộc gà, ừ ok mình gà luôn. Bạn thì nhất rồi, khổ lắm cơ. Mẹ nó không đi, nó càn quét nốt đi, nó có đứng đây nó nhìn cái gì đây? Và bao này còn 13 thằng, sao nó không làm gì, sao nó không bắn nhau nhỉ? 4 thằng vậy là còn 9 người nữa, 9 người chắc là còn 3 team. Có một team lẻ, một hoặc là hai. Ủa tên này nó làm gì, như kiểu nó kiểu thằng này nó hack nhưng mà nó bị lag hay sao ấy nhở. Đừng bảo bị ban rồi nhá. Ở đâu? What the hợi, làm cái gì đây? Tí đã xem lý do bị chết đi anh, ok nha. Cái đây 7 chấm hay sót 29% á. Căng. Rồi nóc hết đi để cho mình thằng này thể hiện xem nào. Men nó lại còn giả vờ nó hack ngu nữa cơ anh em ạ. Hay là do quả đấy thằng này bị lag rồi nó bắn sốc đam mình nhở. Để xem như nào nha, mình cũng chưa hiểu lắm. Ôi, nó ném bom về hướng trước mặt này. Thằng này quơ rồi, đừng bảo nốc nha. Lại thấy có một thằng cởi Ấn Độ. What the hell. Ui, headshot luôn kìa. Ui rồi, máu như này lại bảo không am đi. Máu phột như này lại bảo không am đi. Nó biết luôn một team bên phải từ nãy giờ luôn. Mẹ thì các bố chơi thế thì em chịu. Ôi, tí ra hack ngu. Ui rồi, bắn xuyên giờ mốc clear một team luôn. Vãi nồi thật. Thằng kia tí ấn nóc thằng này nhiều luôn nhờ, bọn này thằng kia nó bắn tốt đấy, nó mà bắn một chút nữa thôi thì đã ăn được thằng này rồi, một viên vào đầu nữa thôi. Còn què gì đấy. Còn mình nói này anh em, nhìn nó thể hiện này, ấy. Bắn dã man thật, mày bắn này thì ai độ đây. Ui am giữa hòn đá kìa. Chán. Rồi. Vang rồi, bị report rồi. Mẹ thằng khách ngu. Chán thế nhở, mẹ gặp mình đàn thế. Biết liệu ở đấy mình trốn ngoài mép bò, mình đợi cho bạn này giao tranh mình lên mình móc rồi, hợp lý hơn. Có biết gặp hack đâu. Đây, các bạn nhìn nha. Này, nó cứ đi giật đấy, khó chịu. Ui. Nó làm quần què gì đây? Đấy, nó nhìn đến đồ này, nó thấy mình từ trước rồi này. Nó nằm nó sấy luôn này. Đấy. Thua rồi. Bạn chơi thế thì ai độ các bạn nữa. Xem nào. Xem ID là bao nhiêu đây. Ủa không xem được ID hả? Nó bị lag, thằng này nó hack nhưng mà nó lại bị lag hay sao ấy. Nó bị đơ của đấy, làm ra là thằng kia nó mới ăn được.